Mến chào quý bà con. Video ngày hôm nay chúng tôi sẽ được hướng dẫn với bà con cách sử dụng công thức để tính toán liều lượng thuốc bảo vệ thực vật cho một lần phun đối với tất cả các loại thuốc. Và bà con thấy cái liều lượng mà nhà sản xuất hướng dẫn trên nhãn chai. Ở đây chúng tôi sử dụng cái bình phun là 16 lít. Khi mà bà con sử dụng cái thể tích phun khác thì bà con chỉ cần thay số 16 này bằng cái thể tích của bình phun là được. Trường hợp thứ nhất, trên nhãn đối với thuốc lỏng ghi là ml trên lít. Ví dụ, nếu chai thuốc ghi là 20ml trên 25 lít, đây là liều lượng của thuốc sâu, thì bà con áp dụng đối với bình 16 lít của mình, thì bà con chỉ cần là thay công thức vào là chúng ta tính thôi. Lấy 20 chia 25 nhân 16, nó ra kết quả, thì chúng ta lấy kết quả đó, chúng ta sử dụng. Còn nếu mà ví dụ liều lượng ghi là 0,5 chia cho 300 lít, thì bà con lấy 0,5 chia 300 nhân cho 16 thì nó sẽ ra cái liều lượng phun cho 16 lít. Ở đây tính bằng lít. Nếu bà con tính bằng cc thì bà con chỉ lấy kết quả để bà con nhân cho 1000 thì nó sẽ ra cái liều lượng cc cho bình phun là 16 lít. Tương tự thì đối với thuốc dạng bột, ví dụ trên cái gói đó nó viết là 200g cho 30 lít hoặc là 0,3 kg cho 25 lít thì bà con chỉ cần sử dụng công thức cho bình 16 lít là bà con lấy 200 chia cho 30 nhân cho 16 thì nó sẽ ra kết quả là gram cho bình 16 lít. Rồi nếu bà con sử dụng ký thì bà con lấy 0,3 bà con chia cho 25 lít nhân 16 thì nó sẽ ra liều lượng ký cho bình 16 lít. Còn bà con muốn sử dụng cái thuốc này cho đơn vị là gram thì bà con lấy kết quả và con nhân cho 1000 thì nó sẽ ra kết quả gram cho bình 16 lít. Rất là đơn giản đúng không ạ? Trường hợp thứ hai đó là liều lượng ghi phần trăm thôi. Ví dụ cái chai thuốc đó nó ghi liều lượng sử dụng là 0,03% thì không có thông số nào khác nữa thì bà con sẽ sử dụng công thức lấy 0,03 nhân 16 nhân 10. Nó ra kết quả thì kết quả này chính là liều lượng sử dụng cho bình 16 lít. Thì nếu mà là chai thuốc lỏng thì nó sẽ ra kết quả là ml. Nếu mà thuốc dạng rắn thì nó sẽ ra kết quả là gam. Bà con lưu ý cái đơn vị ha. Cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà hơi rắc rối, phức tạp. Nhiều nhà sản xuất sẽ ghi không giống như hai trường hợp trên, mà họ sẽ ghi là liều lượng trên hecta. Ví dụ thuốc dạng bột họ ghi là liều lượng 2 kg trên 1 hecta. Thì đối với trường hợp này thì bà con cần phải lưu ý thêm, đọc thêm cái thông tin về lượng nước sử dụng trên hecta. Ví dụ ở đây tôi tìm được thông tin là lượng thuốc sử dụng liều lượng là 2 kg trên 1 hecta, lượng nước sử dụng là 400 lít trên hecta, thì bà con sẽ sử dụng công thức lấy 2 chia 400 nhân 16 nhân cho 1000 thì kết quả nó sẽ ra là số gram sử dụng cho 16 lít. Đây chính là liều lượng thuốc bột mà chúng ta đang nói tới sử dụng cho bình 16 lít. Còn đối với thuốc dạng lỏng, ví dụ chúng ta tìm được thông tin là 1,5 lít nước cho 1 hecta, lượng nước sử dụng là 600 lít trên 1 hecta, thì chúng ta sẽ sử dụng công thức là 1,5 chia cho 600 nhân 16 nhân cho 1000 thì nó sẽ ra cái liều lượng là ml. Lượng thuốc là ml sử dụng cho 16 lít nước. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Trường hợp nếu mà mình sử dụng bình 100 lít, phi 200 lít hoặc là phi 1000 lít thì bà con chỉ cần chỉ việc là thay cái số 16 trong các công thức bằng số 100 nếu bà con sử dụng bình 100 lít hoặc là 200, 1000 nếu bà con sử dụng phi 200, 1000 lít thì nó sẽ ra kết quả cho bà con. Điều lưu ý cho bà con ở đây là bà con phải chú ý tới cái đơn vị của kết quả. Có thể là gam hoặc là ml hoặc là lít. Thì đối với từng trường hợp thì tôi có để cái đơn vị phía sau kết quả. Thì bà con lưu ý, bà con đọc kỹ để bà con áp dụng. Và để thuận tiện cho bà con, dễ cho bà con nữa thì bà con có thể tải cái file Excel nằm ở dưới phần mô tả để bà con chỉ cần bà con điền số cái liều lượng mà nhà sản xuất ghi trên nhãn chai thôi thì nó sẽ tự tính cho bà con luôn. Rất là tiện lợi. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều. Hy vọng là sẽ gặp lại bà con vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn.